Trường Giang chính thức lên tiếng về đám cưới tháng 9 với Nhã Phương. Những chia sẻ đầu tiên của Trường Giang về thông tin đám cưới với Nhã Phương đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau khi đại diện Nhã Phương và đích thân nữ diễn viên thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn với Trường Giang vào tháng 8, lễ cưới vào tháng 9 tới, đến tối muộn cùng ngày, nam diễn viên hài xứ Quảng mới có những chia sẻ đầu tiên về sự việc quan trọng này. Trên trang cá nhân, Trường Giang đăng tải bức ảnh chụp cùng Nhã Phương kèm dòng trạng thái khá ngắn gọn. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị, được sự đồng ý của hai gia đình, trong tháng 8 này chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, đám cưới sẽ diễn ra trong tháng 9. Trường Giang và Nhã Phương mong nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chia sẻ này của Trường Giang mau chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Bởi trước đó, khi phía Nhã Phương thông báo về hôn lễ vào tháng 9 tới, Trường Giang hoàn toàn giữ thái độ im lặng và không có bất cứ câu trả lời nào với truyền thông. Tuy nhiên, với lời xác nhận hiện tại của nam diễn viên hài xứ Quảng, khán giả đã có thể tin tưởng về thông tin cặp đôi sẽ về chung một nhà trong thời gian không xa. Cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ra sao sau khi rời bỏ Mai Phương và con gái? Anh đã chuyển sang Mỹ định cư và mọi thông tin về cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong vài năm gần đây đều rất hiếm hoi. Mới đây, khán giả khắp nơi như bàng hoàng và đã không ít người rơi nước mắt trước thông tin nữ diễn viên từng chiếm sóng trên các kênh truyền hình Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi rất nặng và hiện đang điều trị tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chi phí chữa trị rất lớn nhưng hoàn cảnh của cô lại rất khó khăn, không đủ kinh tế trong những ngày này. Ngay khi đó, người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp đã kêu gọi ủng hộ, chung tay giúp đỡ cho Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn hết, cô cần phải có sức khỏe để chăm sóc con gái khi bé La Vi còn quá nhỏ. Đứng trước sự việc này, đã có không ít khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ của nữ diễn viên và cha của con gái, không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Con gái có tên thân mật là La Vi, tên đầy đủ Phùng Ngọc Thiên Như, trùng khớp với họ của nam diễn viên. Tuy nhiên, anh từng thẳng thắn từ chối chuyện hẹn hò với nữ diễn viên với truyền thông. Mãi về sau, Mai Phương mới bộc bạch về anh, không nói lời chia tay nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh rất thương La Vi nhưng cuộc sống ai cũng muốn tốt hơn nên phải đánh đổi lựa chọn. Bản thân anh ấy chưa ổn định, tôi biết anh không phải là tiếp người đàn ông của gia đình. Có rất nhiều thông tin cho rằng anh phụ bạc không nhận cả vợ và con gái nhưng Mai Phương đều bác bỏ. Dẫu vậy, trong nhiều năm nay, cô vẫn cán đáng làm nhiều việc để có tiền lo lắng cho La Vi. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn và có nhiều khó khăn hơn khi phải làm mẹ đơn thân. Cha mẹ ruột thì không chấp nhận, nhưng Mai Phương vẫn chịu đựng. Về phía Phùng Ngọc Huy, sau nhiều lần chia tay về ồn ào và con cái, anh cũng ở ẩn và dần dần không hoạt động nhiều trong lĩnh vực giải trí Việt. Vài năm gần đây, anh đã chuyển hẳn sang Mỹ định cư và sống khá khép kín. Vì lẽ đó mà thông tin về nam diễn viên rất hiếm hoi. Vẻ ngoài của anh cũng thay đổi nhiều hơn, anh sang nước ngoài và cũng ca hát trong môi trường hải ngoại. Một số hình ảnh hiếm hoi của Phùng Ngọc Huy khi sang Mỹ sinh sống. Trên trang cá nhân, hầu như anh không chia sẻ gì về Mai Phương và La Vi. Đồng thời, anh cũng luôn giữ im lặng trước những gì mà nữ diễn viên nhắc đến chuyện tình của hai người ở quá khứ. Gia đình Mai Phương dán kín cửa phòng bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt người vào thăm con gái. Gia đình nữ diễn viên Mai Phương không muốn nhiều người đến thăm quá đông, gây ảnh hưởng và làm phiền đến những người bệnh nhân xung quanh. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương ung thư phổi giai đoạn cuối khiến cả giới nghệ sĩ lẫn người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Mai Phương là cái tên quen thuộc với khán giả cả nước. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và thành công như Những Thiên Thần Áo Trắng, Một Ngày Không Có Em, Sống Đời, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa. Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sang lĩnh vực âm nhạc và đạt được vị trí nhất định trong làng giải trí. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Phương rút khỏi làng nghệ và công khai đang mang thai bé gái. Sau một thời gian dài không tìm được tiếng nói chung với bố của con gái, Mai Phương và bạn trai chính thức đường ai nấy đi. Kể từ đó, cô quyết định sống đơn thân. Là single mom, Mai Phương nhiều lần chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình và con gái trước báo giới, khiến công chúng không khỏi xót xa trước tình cảnh nữ diễn viên tài sắc một thời. Tối 18 tháng 8, thông tin Mai Phương bệnh nặng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Báo có mặt tại bệnh viện, nơi nữ diễn viên đang điều trị và ghi nhận được rằng phòng bệnh của Mai Phương được dán kín cửa để mọi người không thể nhìn vào trong. Lý do gia đình nữ diễn viên Hương Phù Sa làm việc này vì muốn con gái có sự yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng như không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân xung quanh. Kể từ lúc thông tin về số phòng nơi Mai Phương chữa bệnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem, gây phiền hà cho người khác.
hình ảnh hiếm hoi của Mai Phương được nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ. Phòng bệnh của Mai Phương đóng kín cửa, người ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt. Phòng bệnh nơi Mai Phương nằm được điều trị. Gia đình không cho nhiều người gặp Mai Phương, mẹ của nữ diễn viên Mai Phương chỉ cho con gái gặp người quen trong chốc lát, ngay cả Mạnh Thường Quân đến thăm cũng không ở lại quá lâu. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Mai Phương, các bác sĩ và y tá của bệnh viện 175 đều từ chối trả lời và yêu cầu những người không phận sự ra ngoài, trả lại không gian cho các bệnh nhân trong phòng. Gia đình Mai Phương thông qua báo xin gửi lời cảm ơn tất cả khán giả đã quan tâm, chia sẻ và mong sự thông cảm từ mọi người khi không cho nhiều người tiếp xúc với Mai Phương lúc này nhằm giữ cho nữ diễn viên yên tâm chữa bệnh. Bỏ rơi Mai Phương khi đang mang thai, giờ đổ bệnh, Phùng Ngọc Huy gọi điện đòi con ai cũng bức xúc. Nam ca sĩ chủ động liên lạc để hỏi thăm và xin chăm sóc con gái. Tối 18 tháng 8, thông tin diễn viên Mai Phương mắc ung thư phổi giai đoạn cuối khiến nhiều người bất ngờ. Giữa lúc bệnh tình của nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm của mọi người, không ít khán giả thắc mắc về động thái ca sĩ Phùng Ngọc Huy, người đàn ông từng bỏ rơi Mai Phương khi cô mang thai. Theo chia sẻ của ca sĩ Đăng Kim, người được cho là bạn của ca sĩ Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ đã gọi điện thoại động viên Mai Phương mỗi ngày và bày tỏ mong muốn được chăm sóc La Vi, con gái của anh và Mai Phương. Gia đình của nam ca sĩ cũng rất đau lòng khi biết thông tin Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện tại, Facebook của Phùng Ngọc Huy đã khóa. Tuy nhiên, trong một cập nhật gần nhất của nam ca sĩ, nhiều khán giả đang rất bức xúc và liên tục chỉ trích anh vì không có động thái cụ thể quan tâm đến Mai Phương hay không xuất hiện ở bệnh viện chăm sóc hỏi han nữ diễn viên. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có 3 năm mặn nồng bên nhau, nhưng đến khi biết Mai Phương mang thai, anh không chấp nhận mà bỏ ra nước ngoài định cư và phát triển sự nghiệp. Mặc gia đình phản đối, nữ diễn viên Hương Phù Sa vẫn quyết tâm giữ lại đứa bé và chấp nhận làm mẹ đơn thân dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bản thân Mai Phương trước thái độ của bạn trai khi đó không khỏi đau lòng, nhưng cô vẫn tự động viên bản thân xem con gái là động lực. Được biết hiện tại nữ diễn viên và Phùng Ngọc Huy xem nhau như bạn bè. Sau khi sinh con, cô tích cực làm việc để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Thậm chí đến khi bị ung thư phổi, Mai Phương vẫn miệt mài trên phim trường. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, phải chịu nhiều cơn đau và tiêm thuốc chống hủy xương vì xương cô đang rất giòn, nếu không tiêm sẽ bị gãy chân. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1985 đang hoàn tất các xét nghiệm theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Gia đình cô cũng hạn chế để người ngoài tiếp xúc vì muốn đảm bảo sức khỏe cho con gái. Số phận lận đận của Mai Phương, mang bầu bị bạn trai bỏ một mình nuôi con với 2 triệu đồng. Không chỉ chia tay bạn trai trong thời gian mang bầu, Mai Phương còn phải đấu tranh với chính cha mẹ ruột để được giữ lại đứa con. Sau khi thông tin Mai Phương đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa cho số phận của nữ nghệ sĩ. Thế nhưng, số phận của Mai Phương không chỉ éo le như vậy. Cô được biết tới với vai trò MC, ca sĩ, diễn viên và sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Mai Phương yêu và sống cùng một nam ca sĩ. Mối quan hệ của họ ngày càng mâu thuẫn và đỉnh điểm là khi chàng trai quyết định nhấc áo ra đi. Lúc này Mai Phương đã mang thai. Không có hôn thú, cha mẹ Mai Phương không chấp nhận đứa con cô đang mang trong bụng, áp lực từ người mẹ khiến Mai Phương ôm bụng bầu dọn ra ngoài ở. Chia sẻ trong chương trình Hát Câu Chuyện Tình, Mai Phương bật khóc: "Bản tính của tôi là người sống hết mình, luôn luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện chứ không phải riêng trong tình yêu. Cái tôi bất ngờ sợ nhất chính là phản ứng của mẹ. Khó khăn trong công việc, áp lực về kinh tế, chỉ có 2 triệu tiêu trong một tháng, tôi nghĩ rằng lúc đó phải giữ và bằng mọi cách bảo vệ con tôi. Thù lao từ tiền đóng phim, tôi đóng hết vào tiền nhà, còn những chi phí khác từ từ tính bởi vì tôi tính cũng không ra." Đến thời gian kỳ sinh nở, bạn trai trở về và giúp đỡ Mai Phương cho tới khi cô sinh xong. Cặp đôi có chung sống trở lại trong một thời gian ngắn, rồi nữ diễn viên nhận ra trong bức tranh tương lai của bạn trai không hề có sự hiện diện của mẹ con cô. Một lần nữa Mai Phương lựa chọn sự lỡ dở cho bản thân mình, cô một mình nuôi con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn eo hẹp. Tới năm con gái cô được 4 tuổi, cha mẹ mới chấp nhận và để cô dọn về sống cùng gia đình. Đầu năm 2018, Mai Phương chia sẻ, cô không thù hận hay oán trách người cũ, cô tạo điều kiện để anh gặp và nhận con. Bản thân nữ diễn viên vẫn chờ đợi một bờ vai đủ vững chãi cho cô và con gái bé bỏng tựa vào sau những giông tố. Thế nhưng giữa tháng 8 2018, Mai Phương nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Với kinh tế không mấy dư giả, Mai Phương và con gái bé bỏng cùng gia đình đang phải đối diện với những khó khăn thật sự, cả về vật chất lẫn tinh thần.